sự hỗ trợ về âm thanh, ánh sáng, sân khấu. Tham dự họp báo có ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng đại diện các hội đồng hương và các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại họp báo, ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch Hội văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cũng là trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, dân tộc Việt Nam đã trải qua hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Việt Nam đã có một nền văn hóa đa dạng với nhiều bản sắc, nhiều thể loại tùy theo từng địa phương, từng vùng miền, mà có những loại hình văn hóa khác nhau được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho thế giới đã được UNESCO công nhận. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của những người làm văn hóa. Điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến bảo tồn, duy trì và phát triển nền văn hóa đa dạng này, đặc biệt tại nước ngoài như Séc và châu Âu. Chính vì thế, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã quyết định tổ chức chương trình giao lưu văn hóa bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận. Nòng cốt của chương trình sẽ là các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật tại các hội đồng hương như Hội đồng hương Bắc Ninh, Phú Thọ, Nghệ Tĩnh, Thái Nguyên và những khách mời là những nghệ sĩ cộng đồng yêu thích văn hóa nghệ thuật, trân quý di sản văn hóa dân tộc. Quy mô thì rõ ràng nó không giới hạn trong cái cộng đồng người Việt Nam ở Séc và nó còn mở rộng đến một số nước châu Âu, cho nên tôi nghĩ về mặt khu vực cũng là rất là tốt. Thế thì để làm được thì cần cái sự say mê, sự nhiệt tình của anh em. Tôi vẫn đánh giá từ xưa nay là hoạt động văn hóa văn nghệ là một hoạt động cực kỳ khó. Nếu được để được cân bằng được thu chi cũng là khó rồi. Cho nên hầu hết anh em thấy là những người đứng ra tổ chức văn hóa văn nghệ thì thường là bị bù lỗ. Thế nhưng mà nếu chúng ta làm khéo với sự nhiệt huyết của nhiều người về mọi mặt, trong đó có tài chính, thì chúng ta sẽ tổ chức một cái chương trình nó thực hiện được đúng cái ý nghĩa mà sứ mệnh của nó mang cho. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Cộng hòa Séc và sẽ thực hiện trình diễn một số loại hình văn hóa như dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, dân ca quan họ Bắc Ninh, hát xoan Phú Thọ, nhã nhạc cung đình Huế, đàn ca tài tử, vân vân. Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2 tháng 9 2023 tại trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, trung tâm thương mại Sapa Braha. Ban tổ chức hy vọng chương trình sẽ được tổ chức thường niên để giúp người Việt tại Séc nói riêng và châu Âu nói chung gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận và truyền lại cho các thế hệ sau.